Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Đừng tưởng nghe việc hay bọn tôi im lặng tức là bỏ qua cho thánh béo Gaben. Tuy rằng không nổi danh về đồ hút máu, vắt sữa hay ép chết các công ty khác, nhưng con người làm gì có ai mà hoàn hảo, trừ tôi. Vào cũng có riêng cho mình những cú phốt chất con nhà bà Lượng, có thể đem lên thớt mà game cực hay sẽ hóa thân thành một nhà khảo cổ học, chuyên gia đào bới, chúa tể điều tra để đem công ty này ra ánh sáng. Và có vẻ như tôi đã tìm được câu trả lời vì sao không có số 3 ở Vào. Còn bây giờ thì chần chờ gì nữa, bà con của bác đun miếng bánh, lấy miếng trà, cùng nắm tay Minh Béo, à không, không phải Minh này, chúng ta cùng nhau băng qua bao đại dương, cùng nhau đi vượt ngàn con đường. Chào xin, tên tôi là Gaben Newell, là giám đốc tại Vào. Tựa game đầu tiên của công ty là Half-Life và tôi muốn gửi lời chào đến người đọc tại game cực hay. Hành trình của Vào bắt đầu từ năm 1996 khi Gabe Newell, nhân viên thứ 11 của Microsoft và đồng nghiệp Mike Harrington quyết định thành lập công ty phát triển game mang tên Vào. Thừa hưởng kinh nghiệm 15 năm làm việc tại Microsoft cùng với chiến lược thông minh, Vào mua lại bản quyền Engine Quest, một engine đình đám lúc bấy giờ của người đàn anh ID Software. Nhưng thay vì làm lại ngay một tựa game bắn súng na ná Doom hay Quake lúc bây giờ, thì Valve quyết định tùy biến lại và cho ra đời Gunsoul Engine. Cùng với đó là tựa game đầu tiên của mình, Half-Life, sau 7749 lần delay. Ngay sau khi ra mắt vào năm 1998, Half-Life đã trở thành một hiện tượng khi kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố bắn súng, kinh dị cùng với những câu đố lồng ghép tài tình. Không chỉ được lòng người hâm mộ, giới phê bình cũng dành cho Half-Life những lời khen có cánh. Tựa game này đạt giải Best PC Game, Best Action Game khuôn khổ EA cùng năm đó. Với khoản lợi nhuận lên đến 9,3 triệu đô la, Valve đã ngay lập tức trở thành công ty phát triển game hàng đầu lúc bấy giờ. Hiểu được tâm lý người dùng, Valve đã tung ra bộ phát triển phần mềm, hay còn gọi là SDK, cho phép game thủ có thể tiếp cận được với mã nguồn các game của công ty và giúp họ có thể tạo ra những bản mod vô cùng chất lượng. Chính điều này đã tạo ra điều kiện cho Lê Minh, người đặt nền móng cho dòng game Counter-Strike khi anh đang học đại học năm thứ tư, qua đó kiến tạo nên nhiều nhân tài trong làng game thế giới. Hạnh phúc với những gì mình đạt được từ Valve, Mike Harrison quyết định rời công ty vào năm 2000, để lại toàn bộ khối tài khoản 14 tỷ. Khó, chết mẹ mày rồi. À không nhầm, để lại khối tài sản 4 triệu USD vào thời điểm đó cho Gaben. Trước những thành công đã đạt được nhờ Half-Life, 6 tháng sau, công ty bắt đầu phát triển Half-Life 2 bằng engine nhà làm, suột. Chính vì bộ công cụ tự tay sáng chế này mà Valve có thể áp dụng nhiều hưởng vật lý trước thời đại mà các nhà phát triển game khác đến tận năm 2020 vẫn bó tay. Cộng với chiều sâu nhân vật và cốt truyện rất tuyệt vời mà Half-Life 2 đã được đề cử là một trong những tựa game hay nhất mọi thời đại. Nó đã giật được 39 giải thưởng Game of the Year với doanh thu tính đến năm 2011 là gần 12 triệu bảng. Không dừng lại đó, Valve còn tiếp tục ra mắt những dòng game bắn súng với những chất liệu rất riêng như Team Fortress, Counter-Strike, Left 4 Dead, Portal, Dota 2. À không, cái này không phải là game bắn súng. Nhưng điểm chung vẫn là chúng cực kỳ thành công. Đến mức có những lúc mọi người tin rằng gà béo của chúng ta sở hữu một đôi Midas có thể biến mọi tựa game đều trở thành vàng. Nhưng tất nhiên đó chỉ là câu chuyện của 2013 trở về trước. Nói đến Valve, chắc chắn không thể nào không nói đến Steam, cửa hàng game kỹ thuật số biến Valve khác biệt so với đại đa số các công ty game đơn thuần khác. Ra mắt vào năm 2002, với mục đích ban đầu chỉ là bán các tựa game cho hãng phát triển, nhưng rồi dòng đời đưa đẩy, sau nhiều cuộc đi đêm với các nhà phát triển khác thì boom, họ đã trở thành bên thứ ba của video game, chuyên cung cấp các trò chơi hot nhất trên thị trường. Từ một công ty chuyên làm game, giờ đây, Valve mang cho mình một sứ mệnh cao cả hơn, đó là giúp các game thủ mua và lưu trữ các game của mình một cách thuận tiện thông qua Steam. Và câu chuyện thì chắc hẳn ai cũng đã biết, Steam đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, trở thành nền tảng không thể nào thiếu của một game thủ PC cũng như các nhà phát triển game vào thời điểm hiện tại. Với hơn 60 triệu người sử dụng hàng ngày, 120 triệu người dùng và hơn 2,6 triệu giao dịch hàng tháng, Steam đã trở nên thành công hơn bất kỳ tựa game nào mà Valve từng cho ra mắt. Điều này mở ra cho Valve một hướng đi mới, đó là tập trung vào hướng cung cấp dịch vụ hơn là tiếp tục cắm đầu vào sản xuất game. Điều này cũng lý giải cho việc tại sao các dự án lớn đầy tiềm năng như Half-Life 3, Left 4 Dead 3, một trò chơi chiến đấu tựa Dark Souls cùng với nhiều dự án khác đã bị chính tay Gaben hủy vô thời hạn, tạo nên sự thất vọng tràn trề và tiếc nuối đối với anh em game thủ. Điều này đã tạo nên meme số 3, con số cấm kỵ mà fan hâm mộ của Valve có lẽ chẳng bao giờ được chứng kiến. Thế nhưng, liệu đó có phải là phốt duy nhất của Valve? Đương nhiên là không, nếu không video này đâu dài thế. Nghe thì Valve có rất nhiều tựa game mang tính cách mạng, thế nhưng các bạn có biết rằng phần lớn các game của Valve đều được làm ra từ ý tưởng của cộng đồng hay không? Counter-Strike thì được phát triển bởi một nhà phát triển game người Việt Nam, Lê Minh Guzman. Portal thì là từ một nhóm sinh viên, Team Fortress thì là Robin Bro Walker.
Dota 2 thì là Ice Frog, Dota Underlord thì là Auto Chess. Tất cả đều được vào mua hoặc thuê trực tiếp các nhà phát triển trên để biến những tựa game đó của riêng mình. Xuất phát từ việc Valve cũng giống như Blizzard hay một số các hãng khác cùng thời, thường xuyên cung cấp cho fan những công cụ để họ có thể tùy biến tựa game của mình, cũng như là mod sâu hơn vào phần lõi của trò chơi, qua đó thỏa sức sáng tạo, tìm tòi những điều mới. Nhưng qua đó cũng thấy rằng Valve có được sự thành công hôm nay cũng nhờ có sự đóng góp rất nhiều từ chính cộng đồng của họ. Thế nhưng, mãi mê với việc bán game, Valve đôi lúc quên mất khái niệm người tốt là như thế nào. Từ vụ kiện với ACCC, tức là Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng Australia về quyền hoàn trả game của khách hàng, cho đến những hành động thay đổi điều khoản sử dụng để ngăn người chơi bán lại những tựa game của mình. Chỉ sau khi bị phạt 3 triệu đô thì đến năm 2015, Steam mới có chính sách refund. Nhưng hỡi ôi, nghe thì có vẻ là bảo vệ người tiêu dùng lắm đấy. Giờ đây người dùng được hoàn tiền khi họ không hài lòng với sản phẩm, nhưng thực tế thì lại không như mong đợi. Ngay khi người dùng refund thì Steam sẽ ngay lập tức trừ tiền nhà làm game. Còn người dùng sẽ nhận được Steam Wallet Fund, thứ mà họ chỉ có thể dùng để mua game khác trên Steam. Đúng là... tiền vào túi tôi thì đời nào tôi trả lại. Quay trở lại với Dota 2, Valve cho phép người dùng thiết kế skin cho các vị tướng, và nếu skin nó đẹp và các bạn may mắn thì nó sẽ được chấp thuận bán trong cửa hàng chính thức của Dota 2. Sau đó người thiết kế sẽ được chia hoa hồng 25%. Tuy nhiên, đến năm 2015, khi đã có trong kho một lượng skin khá khá thì họ thông báo rằng tỷ lệ này sẽ giảm còn 12,5% mà các nhà sáng tạo chẳng có cách nào để phản đối. Đến năm 2016 thì họ còn không nhận được bất kỳ một đồng hoa hồng nào từ skin nếu người chơi có được nó qua Battle Pass. Cách mà Valve đối xử với những họa sĩ này không khác gì cách vài công ty xe ôm công nghệ nào đó đối xử với tài xế của chính mình. Bổn cũ soạn lại, cũng trong năm 2015, Valve và Bethesda còn hợp tác bán mod của Skyrim trên Steam Workshop, vẫn với tỷ lệ hoa hồng 25% cho người tạo mod. Nhưng rất may, lần này người dùng phản đối cực kỳ mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến nỗi họ phải rút lại ý tưởng này rất nhanh sau đó. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2021, một nhóm chuyên gia bảo mật có tên gọi là Secret Club đã công bố rằng trong 2 năm qua, họ đã tìm ra và thông báo cho Valve về một lỗi bảo mật của engine suite. Lỗ hổng này cho phép hacker chiếm quyền kiểm soát máy tính thông qua invite trong game. Vâng, phải mất đến 2 năm thì Valve mới thèm sửa lỗi này. Và trong thời gian đó, họ tiến hành bịt miệng, không cho nhóm này công bố sự việc trên. Phải chăng lỗ hổng này là quá khó để vá, hay là vì nó không ảnh hưởng tới doanh thu nên họ không thèm vá? Nhưng trong lúc ngồi nhai rau muống, nghĩ lại thì chắc là nó khó thật. Bởi vì các bạn thử nhìn vào hệ thống chống hack của CSGO đi, các bạn biết trình độ mấy anh ở Valve rồi đấy. Valve anti-cheat còn thua xa mấy phần mềm anti không chính chủ của mấy anh Tàu, với lại mấy anh Nga không ngố cơ mà. Valve không phải là kẻ cầm đầu, nhưng là người cố tình tiếp tay cho đại ca EA trong phong trào phổ cập hóa loot box, một hình thức cờ bạc trá hình đến với từng bản làng, từng thôn xóm, đến với từng đồng tiền ăn sáng của thằng bạn thân tôi, bởi vì chắc chắn không có tôi trong đấy nha. Một năm sau FIFA 09, Valve thêm tính năng loot box vào tựa game mới được ra mắt, Team Fortress 2. Tính năng này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng khi chỉ với $2, bạn đã có thể mua được một chiếc chìa khóa để mở ra những món đồ rất gì và này nọ. À đó, nếu là thầy Tiến thì thầy Tiến sẽ nói vậy, còn tôi thì không. Còn cái nịt, các bạn cứ thử mở đi, cái nịt cũng không còn. Nhận thấy tiếng tinh tinh về đều hơn, lớn hơn, thế là các nhà kinh tế học tại Valve đã có một bước đi cách mạng khi chuyển hẳn Team Fortress sang hình thức free to play, giúp các em nhỏ tại vùng nông thôn của chúng ta dễ dàng tiếp cận với hình thức casino mới này. Và boom, người chơi của Team Fortress 2 tăng gấp 13 lần, tạo nên một nền kinh tế ảo hoạt động trao đổi song song với trò chơi. Bắt đầu từ đây, hầu hết các game của Valve đã mang cho mình yếu tố loot box. Các cây súng được sơn màu trong tựa game CSGO và các bộ quần áo trong game Dota 2 thực sự trông rất đẹp mắt và cũng rất ngầu nếu như các bạn may mắn được sở hữu chúng, mặc dù không tăng được tí đam nào cả. Tuy nhiên, các bạn đã lỡ yêu thích một món đồ rồi thì xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến lớp học máy khóa của thợ khóa Hoàng Kỳ Anh. Đúng vậy, Valve không bán trực tiếp những món đồ mà tất cả đều được bán trong những loot box đầy mê hoặc. Nhưng thế giờ nhân phẩm tôi thấp, tôi cũng chỉ muốn bỏ ra từng ấy tiền là sẽ chắc chắn có được skin tôi thích thì sao? Đây là lúc mà Steam Market, khu chợ chính thức của Steam ra đời để phục vụ cho nhu cầu mua bán, trao đổi những vật phẩm ảo cũng như hoàn thiện hệ sinh thái hút máu của Valve. Giúp bạn tin rằng trong các hòm nhiệm màu đó không chỉ có những cái nịp mà nó còn có những đồng đô la xanh mướt. Nếu cảm thấy mở hòm vẫn chưa đủ thỏa mãn cơn nghiện đỏ đen thì các bạn đừng lo, có những trang web thứ ba với đủ hình thức cá cược có thể giúp bạn kiếm được những món đồ cá chép đỏ hay rồng vàng khè chỉ với một chút may mắn, hoặc cái két sắt của một bà mẹ nào đó sẽ bị cậy. Steam trực tiếp cung cấp API, nói dễ hiểu thì là cách truy cập cho các trang web này vào hòm đồ của bạn, khiến việc cá cược này dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhiều bạn sẽ lại bảo mấy trang cá độ kia chẳng liên quan gì đến Valve đâu, tự các ông tìm đến rồi than cái gì.
Nhưng bạn ơi, nếu bạn vào casino chơi các trò trong đấy thì đúng là không phải vào tổ chức. Nhưng nếu cái casino đấy bắt bạn đăng ký qua Steam, cần ít chip để bắt đầu hay về bờ thì các bạn biết phải mua ở đâu rồi đấy. Một vấn đề nguy hiểm là nếu như casino thì bạn phải trên 18 tuổi. Còn ở đây đặt cược mấy khẩu súng thì không ai quản bạn cả. Bởi vì về lý thuyết thì đó chỉ là đồ ảo, không phải tiền thật. Thì lý thuyết là thế. Thế là thằng em họ tôi lấy tiền của mẹ nó, mở hòm kiếm con dao mới. Không ra con dao thì nó gấp đôi đến chết. Bởi vì các cậu có cu. Tôi lại nhầm mồm, các cụ có câu, vấp chỗ nào té luôn chỗ đấy. Và chẳng liên quan gì đến vào cả. Nhưng mà tôi nhắc một lần nữa là thằng em họ tôi nhá. Sau hơn 3 năm không hề hay biết về những việc làm trên của những trang web thứ ba, cuối cùng Vào đã phải đứng ra thông báo ngừng cấp quyền truy cập đến các nhà cái lớn, cũng như nhấn mạnh việc phản đối cá cược. Tuy nhiên, bằng mấy thời gian cũng là quá đủ để Steam kiếm về khoản lợi nhuận khổng lồ, cũng như tạo nên một thị trường chợ đen. À không, nhầm, Steam Market lớn mạnh. Nhiều đồn đoán cho rằng Steam cũng không lường trước được sự lớn mạnh quá nhanh của các trang web thứ ba, dẫn đến nguy cơ họ bị chính chính phủ Mỹ sờ gáy nên phải chủ động trở thành anh hùng dẹp loạn. Thế nhưng, rõ ràng cá cược đã trở thành nét đẹp lao động của game thủ nói chung và người dùng Steam nói riêng. Không hề khó để chúng ta nghe thấy những cụm từ như bán OT, 10 kills, under over, 322. Thế mà bữa tôi đọc 324 anh em không cản tôi. Hay những trang web thì vẫn nhan nhản ngoài kia. Gọi Vào là công ty không chủ thì cũng không đúng lắm. Rõ ràng chủ của Vào là Garben cơ mà. Tuy nhiên thì từ không chủ mà tôi muốn nói ở đây thực ra là sự chuyển giao giữa mô hình phân chia cấp bậc như một văn phòng bình thường thành cấu trúc ngang hàng. Có nghĩa là mọi người đều có cấp bậc như nhau, ngoại trừ một số cá nhân giữ vai trò điều hành tối cao trong công ty như Thanh Béo. Điểm lợi của mô hình làm việc này chính là sự tự do. Các nhân viên được tự do lựa chọn các dự án mà họ thấy là sẽ có tương lai, được quyền chọn thứ mà họ yêu thích mà không phải thông qua sự phân công của cấp trên. Tuy nhiên, nhược điểm to đùng của cấu trúc trên chính là các dự án của công ty thường sẽ rất khó để sống sót qua công đoạn ý tưởng. Dự án phải đủ hấp dẫn, đủ tiềm năng để có thể thu hút các nhà lập trình viên mai đích trên bàn làm việc của họ, à không, trên ghế làm việc của họ. Và với cấu trúc công ty như thế thì việc vào có các dự án game bị bỏ dở rất nhiều, nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác trên thế giới là điều vô cùng dễ hiểu. Thực tế thì vào năm 2013, trong lúc engine cây nhà lá vườn Suột 2 vẫn đang được Thánh Béo ấp trứng thì công ty đã có rất nhiều dự án thử nghiệm với nó. Người ta thường rủ vào tay nhau rằng có một dự án với cái mã RPG lấy cảm hứng rất lớn từ tựa game khổ dâm thích hợp cho game thủ BDSM như Monster Hunter hay Dark Souls, nhưng rất đáng tiếc em ấy không đủ sức thu hút với các ông nhân viên. Các bạn có biết, thực ra thì từ đó tới giờ, Valve vẫn có thể đếm được tới số 3. Sẽ ra sao nếu tôi nói cho các bạn biết, tựa game nổi tiếng Left 4 Dead 3 lấy bối cảnh tại Morocco có lúc đã có đến gần 30 lập trình viên cùng tham gia. Tuy nhiên, nhanh chóng bị cho ra rìa vì Suột Engine lúc này vẫn còn rất nhiều hạn chế để có thể làm ra một tựa game xứng đáng với kỳ vọng của fan hâm mộ. Một cái tên khác cũng rất đáng chú ý, đó chính là tựa game huyền thoại meme Half-Life 3 đã từng được phát triển hơn 1 năm, sử dụng hơn 350 vật thể được di dân từ Half-Life 2 như mô hình nhân vật, đồ vật, vân vân, với ý tưởng là biến lối chơi của nó na ná Left 4 Dead với các màn chơi và nhiệm vụ ngẫu nhiên. Dần dần dự án cũng đi vào ngõ cụt và các bạn thử đoán xem, vẫn là bởi cái Suột 2 lúc này vẫn chưa có chức năng cơ bản của một game như Cellfire. Hiệu ứng ánh sáng thì còn khá đụt, và hệ thống vật lý thì vẫn như đòn roi của má tôi, không tuân theo một định luật vật lý nào cả. Với việc build nhà mà cái nền vẫn còn chưa vững, làm game mà cái engine vẫn còn chưa xong, thì Valve đang tự gài bẫy chính bản thân mình. Với nửa tá nhân viên đội lập trình, làm đủ mọi thể loại tồn tại trên cuộc đời này, từ FPS, RPG đến cả roguelike, nhưng chỉ có duy nhất một đội làm engine Suột 2. Thế là thôi, bộ phận này chỉ muốn đóng cửa đi ngủ cho xong. Nhiều khi thấy vậy chứ không phải vậy. Đừng thấy hào quang mà tưởng vinh quang. Không phải bất kỳ tựa game nào được gắn cái mác vào cũng đạt được thành công vang dội. Ví dụ điển hình là Dead Game, Artifact. À ý tôi là Artifact. Tại The International năm 2017, Valve công bố tựa game thẻ bài này. Nhưng trái với dự đoán của họ, đoạn trailer của game nhanh chóng nhận được nhiều lượt dislike cũng như bình luận tiêu cực trên YouTube. Và vào tháng 11 năm 2018, khi tựa game này chính thức được ra mắt, tuy ban đầu có khoảng 60.000 người chơi, nhưng con số này chỉ còn lại 15.000 sau 2 tháng. Và đến tháng 7 năm 2019, lượng người chơi ghi nhận lúc bấy giờ đột ngột tăng lên 100 người. Dù được giới chuyên gia đánh giá rất cao về tính cân bằng và tiềm năng phát triển, tuy nhiên, Valve đã quá tham lam với Artifact. Thay vì miễn phí thì người ta phải bỏ ra $20, tức là $450.000 chỉ để mua game.
Thế nhưng sau đó, nếu bạn muốn build deck lên thì phải trả thêm $2 với mỗi pack và không có cách nào để các bạn có thể cày chay cả. Đã thế, việc mở pack tên gọi khác loot box cũng hết sức ngẫu nhiên nữa chứ. Việc có nhiều lá bài cực kỳ cần thiết nếu muốn go pro, như lá Ace có tỷ lệ cực kỳ hiếm. Hiếm đến mức chỉ sau vài ngày ra mắt, bản thân của lá bài này đã gần gấp đôi giá game. Và lá bài đó được bán ở đâu? Chào mừng các bạn đến với chương trình Ai là triệu phú? Đáp án A, Steam Market. Đáp án B, chợ Steam. Đáp án C, giống hai đáp án kia nhưng nằm ở dưới. Đáp án D, vẫn là Steam Market nhưng có để cho đủ 4 đáp án. Khó đoán quá nhờ. Tại sao lại là Steam Market? Câu trả lời là bởi vì ở đó, Valve sẽ được thu một ít tiền phí giao dịch. Vào tháng 3 năm 2021, Valve chính thức khai tử dự án Artifact 2.0, rồi cho phiên bản trước free hoàn toàn, free từ thẻ bài cho đến ticket. Điều này đã dấy lên sự phẫn nộ lớn trong cộng đồng, vì số tiền những người đi trước đã bỏ ra cho tựa game này có thể lên đến con số hàng chục triệu. Thế là Artifact nhận cơn mưa bão đạn các đánh giá tiêu cực trên Steam, bởi việc bạn trả tiền ra cho một tựa game mà sau này nó free, chẳng khác nào một màn lừa đảo có tổ chức cả. Tiếp theo là Dota Underlord, tựa game được Valve làm lại từ bản mod Auto Chess của cộng đồng Dota 2. Lấy ý tưởng từ bản mod tiên phong cho thể loại bất tổ ô tô, cùng với lợi thế sở hữu bản quyền nhân vật gốc, Dota Underlord nhận được rất nhiều sự quan tâm. Lúc mới ra mắt, có thời điểm nó gần lọt vào top 10 tựa game được chơi nhiều nhất trên Steam, thế nhưng tất cả chỉ gói gọn trong chữ gần mà thôi. Đội ngũ phát triển của Underlord như cậu học trò không còn ai để nhìn bài, bối rối chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Người chơi cứ thế dần dần bỏ rơi tựa game chưa tròn 2 năm tuổi này, khi nó giờ đây chẳng có một thay đổi, nâng cấp nào thú vị cả. Tính tới thời điểm hiện tại, Dota Underlord chỉ còn dưới 5.000 người chơi thường xuyên, mất tới hơn 97% so với khi vừa ra mắt. Có vẻ như Valve đã thay đổi rất nhiều. Nghiêm túc mà nói, Valve bây giờ chẳng cần làm game để làm gì cả. Họ có đứa con cưng Steam giờ đã quá lớn mạnh, chi phối tới khoảng 75% thị trường bán game trên toàn thế giới. Ngờ đâu với sức ảnh hưởng như vậy, Steam sẽ có thể làm tốt hơn những gì nó đã từng làm. Nhưng không, ngày càng có nhiều lời phàn nàn từ các nhà phát triển game về cách thức mà Steam vận hành, thu phí cũng như là hỗ trợ. Tháng 5 vừa qua, Valve đã đón nhận được một vụ kiện của tập thể nguyên đơn bao gồm CD Projekt Red, EA, Microsoft, Amazon, Epic liên quan đến việc nền tảng này lợi dụng vị thế độc quyền để áp đặt những điều khoản được cho là không công bằng với các nhà phát triển game. Việc phần lớn người dùng bị gắn chặt vào Steam khiến cho việc phát hành game trên nền tảng này là bắt buộc. Qua đó, những điều khoản như thu phí 30% doanh thu phải áp dụng giá địa phương hay không có quyền bán rẻ hơn ở bất kỳ nền tảng nào khác, vân vân và cloud là điều mà mọi người phải răm rắp tuân theo nếu muốn game mình được lên Steam. Ở chiều ngược lại, Valve cũng gần như không có động thái gì hỗ trợ các nhà phát triển và cũng chẳng quan tâm đến các nhà phát triển muốn gì. Vào năm 2018, Polygon có nói chuyện với hơn 20 nhà phát triển độc lập lớn nhỏ khác nhau. Hầu hết mọi người đều cho rằng các điều khoản khi phát hành game trên Steam đều giúp cho Valve đảm bảo được lợi nhuận của họ và đồng thời cũng hạn chế tối đa trách nhiệm của mình. Thế nhưng các nhà phát triển này không có nhiều sự lựa chọn, còn Valve thì kiểu thấy cũng tội đấy. Nhưng mà thôi, người không vì mình trời chu đất diệt, tôi lo cho tôi là được rồi nha. Về phía người dùng, chắc hẳn các bạn cũng cảm thấy rằng Steam trong 5-7 năm gần đây không hề có quá nhiều sự thay đổi, vẫn cập nhật và sửa lỗi đều đặn, vẫn có các sự kiện sale diễn ra định kỳ. Thế nhưng Steam thì vẫn là Steam, thì tất nhiên không mất chất là tốt. Nhưng làm ơn, cập nhật cái giao diện hộ tôi với. Chuyên mục Kinh tế học bắt đầu. Bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu chỉ đơn thuần là một máy chủ để lưu trữ game, con số 30% kia chia làm 3 phần, 10% cho thánh béo, 10% cho nhà phát triển, 10% còn lại thì trả cho tôi. Sao lại? Không, ý tôi là các bạn, thì có phải là tốt hơn biết bao không? Thôi, tham thế đủ rồi. Thực ra phốt thì là phốt như thế, nhưng không thể phủ nhận rằng vị thế của Valve cũng như là những gì mà họ đã đóng góp cho cộng đồng giúp định hình cách chúng ta chơi game PC thông qua Steam. Và khi trở lại với Half-Life, họ vẫn chứng tỏ đẳng cấp của mình trong bộ môn VR mới. Với sự thành công của Elite, câu hỏi bây giờ là điều gì tiếp theo sẽ diễn ra tại Valve? Dĩ nhiên, họ không ngủ quên trên chiến thắng. Bộ phận phần cứng đã nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu các phiên bản tiếp theo của Index với những công nghệ như đọc sóng não người chơi để đoán được cảm giác của họ, vân vân và vân vân. Suốt 2 thì giờ đây cũng đã hoàn thành. Vậy nên, không phải là quá viển vông khi tiếp tục nuôi hy vọng một ngày nào đó, Half-Life 3 sẽ được ra mắt trên Steam và game AAA trên Steam sẽ có giá $50. Hãy cứ mơ đi vì đời còn cho phép. Wake the fuck up, samurai. Nhưng mà trong những giấc mơ hoang dại nhất của mình, tôi cũng không dám mơ một ngày nào đó CSGO hết hack đâu nha. Nếu có thì ngày đó là ngày tận thế của trái đất mất. Còn bây giờ, quan trọng nếu thấy video này hay và thú vị thì đừng quên để lại một like, share cũng như nhấn nút đăng ký kênh để chúng tôi có thể tiếp tục bóc phốt hàng chục, hàng trăm công ty game khác đang được chờ để lên thớt nhé.
À sao, anh chém hơi lố hả? Ok, tóm lại là vậy đó. Anh em tin tôi thì tin, không tin thì bắt buộc phải tin. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.